Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2021, Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh cùng các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, góp phần hoàn thành nhiều mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tổ chức thành công các sự kiện chính trị lớn của tỉnh, triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép trên địa bàn tỉnh. Doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt gần 18.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 1.100 tỷ đồng, thu nhập bình quân lao động trên 10 triệu đồng một tháng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá năm 2021 với đại dịch COVID-19 đánh dấu nhiều khó khăn, thử thách, sức bền của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng ủy khối hòa cùng khí thế chung của cả tỉnh, tập trung lãnh đạo chỉ đạo vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi toàn diện những nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Những kết quả này cho thấy, nghị quyết đại hội đảng các cấp đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với vai trò là một đảng bộ lớn, gồm các cơ quan quan trọng nhất của tỉnh và những doanh nghiệp nắm giữ nhiều nguồn lực xã hội, nên kết quả lãnh đạo của Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh có tác động to lớn đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cả tỉnh. Trong năm 2022, Đảng bộ khối cần tập trung vào 5 nội dung, trong đó cần bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách, các giải pháp phát triển kinh tế xã hội có tính khả thi cao. Triển khai hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn tài sản nhà nước, tạo nhiều việc làm mới, tăng nộp ngân sách nhà nước, cải thiện thu nhập cho người lao động, tăng cường xây dựng và phát triển tổ chức đảng đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của Đảng ủy khối trong năm nay đấy là lãnh đạo triển khai công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong các cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp đi đôi với tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực, bảo đảm công khai minh bạch và đẩy mạnh kiểm tra giám sát, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư, mua sắm tài sản công, đất đai, xây dựng và cả công tác cán bộ, thậm chí ngay cả công tác an sinh xã hội của chúng ta. Vì báo cáo của đồng chí là các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh của chúng ta đều là những đảng bộ, chi bộ rất quan trọng, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ về quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, quản lý một cái nguồn lực rất lớn của tỉnh cũng như là của doanh nghiệp. Tất cả nguồn lực tài sản công nằm trong các đồng chí chứ nằm chả nằm ở đâu khác cả. Vi phạm tham nhũng tiêu cực cũng hoàn toàn có thể xảy ra ở các cấp ủy và tổ chức đảng trong khối của chúng ta. Trong quá trình triển khai chương trình kiểm tra giám sát của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ khối của chúng ta năm nay cần phải bám sát cái định hướng về công tác kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ vi phạm, thực hiện kiểm tra giám sát một cách có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường kiểm tra cách cấp, rồi kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kiểm tra giám sát việc chấp hành quy chế làm việc, các nguyên tắc tổ chức gắn với thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu, coi trọng công tác tự kiểm tra giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không có ngoại lệ và không có vùng cấm. Tổng Bí thư còn nhấn mạnh nữa, kiểm tra đảng còn đi trước một bước cho công tác xử lý cán bộ, mở đường cho công tác điều tra để xử lý những hành vi vi phạm. Nhân dịp này, 56 tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021, 5 năm liền và có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.